huyền thoại hai en Sean B. Moraes. Sau khi Sean Moraes và người vợ tên là Jean định cư ở Kew Gardens, vào cuối thập niên 1940, hầu như không hề có một chi tiết nào trong lý lịch nguồn gốc của ông có thể khiến mọi người đoán được rằng trong vòng một thập kỷ tới, ông sẽ là người nắm giữ vai trò gần như quan trọng nhất trong công cuộc khai sinh ngành âm thanh high-end. Sean Moraes sinh năm 1911 tại Brooklyn. Ông bắt đầu chế tạo các thiết bị âm thanh sau khi xuất ngũ, trong khi Thế chiến thứ hai vẫn đang diễn ra. Vào một ngày năm 1948, Sean Moraes quyết định tháo chiếc radio trên ô tô Mercury 1940, chế thêm một số linh kiện điện tử và lắp đặt chiếc đài trong nhà. Từ những kinh nghiệm này, 4 năm sau, Moraes chế tạo 100 chiếc preamp chất lượng cao Audio Consolati và chưa đầy một năm tiếp theo, 400 preamp đã được bán ra. Năm 1948 cũng là thời điểm định dạng đĩa thang ra đời. Preamp Consolati có các chế độ cài đặt dành cho hơn 30 kiểu đĩa thang. Đĩa thang ra đời và sự yêu thích của công chúng đối với âm thanh có độ trung thực cao đã tạo động lực mạnh mẽ giúp ông phát triển các thiết kế âm thanh. Đồng thời, sản phẩm của ông đã được đón nhận nồng nhiệt. Nhờ thành công này, Moraes quyết định mở rộng quy mô kinh doanh và thành lập công ty Moraes vào năm 1953. Năm 1954, sản phẩm thương mại đầu tiên của công ty Moraes được giới thiệu ra thị trường là Preamp Model 1. Đây là chiếc preamp đầu tiên trang bị chuẩn REAA EQ. Ngày nay, các audiophile vẫn có thể mua sản phẩm ở dạng rời từng món phụ tùng, chờ lắp ráp hoặc cả bộ hoàn chỉnh. Ngày đó, có một kỹ sư điện tử trẻ tìm việc làm ở thành phố New York đã tình cờ thấy một quảng cáo Model 1 và gõ cửa nhà Moraes. Tên người này là Sid Smith, sau đó đã trở thành kỹ sư trưởng của công ty Moraes. Cặp đôi Moraes Smith đã hợp tác rất hiệu quả, họ cùng nhau thiết kế và sản xuất nhiều bóng đèn cổ điển trong những năm sau đó. Thành công cũng thể hiện kỳ vọng và tầm nhìn của Sean Moraes về sự hài hòa giữa chất lượng âm thanh và chức năng phong phú cùng độ dẻo dai và bền bỉ của sản phẩm. Công ty trở thành một thương hiệu danh tiếng và bền vững vào đầu thập niên 1960. Ampli công suất Model 2, phần lớn do bàn tay Sid Smith thiết kế, ra đời vào năm 1956. Ampli này là bước khởi đầu tốt đẹp và trở thành hình mẫu cho rất nhiều ampli công suất hiệu quả và thành công. Sử dụng cặp bóng đèn công suất Pentody EL34 trong liên kết siêu tuyến tính. Năm 1958, thừa hưởng thiết kế căn bản của Model 2, Ampli Model 4 ra đời, chủ yếu phục vụ cho hệ thống nhiều ampli khi xu hướng chơi hệ thống stereo bắt đầu bùng phát. Vào buổi bình minh của kỷ nguyên stereo, Moraes đã kịp chế tạo và giới thiệu preamp stereo Model 7. Bên cạnh đó, bo mạch phono Moraes nhanh chóng trở thành biểu tượng và được bán hơn 130.000 mẫu trên thị trường. Vào đầu thập niên 1960, Ampli Mono Model 9 và Ampli Stereo Model 8B ngày càng làm danh tiếng của Moraes vang xa. Sự kết hợp của Model 7 và Model 9 trở thành điểm sáng trong cuộc cách mạng âm thanh high-end và hiện vẫn được các nhà sưu tập tìm kiếm gắt gao. Riêng Model 9 công suất 70W là sản phẩm được đưa ra làm đối trọng để hãng cạnh tranh với Macintosh vốn sở hữu các ampli mạnh mẽ hơn. Ampli Model 9 với tùy chọn công suất 40W hoặc 20W khi sử dụng ở chế độ đèn ba cực. Moraes có biệt tài nhìn người và thu hút nhân tài. Khi ông có ý định làm chương trình nghiên cứu và phát triển mở rộng sản xuất, ông đã chiêu mộ tài năng Richard Segura để thực hiện phần lớn các công việc thiết kế. Năm 1961, bộ ba Moraes, Smith và Segura cùng hợp tác thiết kế bộ thu sóng FM Model 10, sử dụng ống máy hiện sóng để điều hướng hoặc dẫn các đường chỉ báo. Năm 1963, Model 10B chính thức ra mắt thị trường. Giá của bộ thu sóng Model 10B hồi đó là $650, nhưng công ty đã đầu tư rất nhiều để phát triển sản phẩm trong hơn 3 năm. Trong một cuộc phỏng vấn, Sean Moraes đã tiết lộ rằng
Thậm chí, vợ của ông cũng đã phải hỗ trợ tài chính để cho công ty tiếp tục hoạt động. Bộ thu sóng này đã ngốn gần hết vốn của công ty. Dù Maras đã chế tạo hàng nghìn mẫu Model 10B, sản phẩm này gần như đã hủy hoại công ty. Công ty Superscorp đã đề nghị mua lại hãng Maras đúng lúc người sáng lập nó phải thốt lên rằng: "Chúng tôi đang nghĩ đến việc đóng cửa công ty và tìm cách để thoát khỏi những khó khăn." Superscorp đã tiếp quản Maras vào năm 1964, chuyển trụ sở từ New York đến California vào năm sau. Vào năm 1966, các sản phẩm của Maras bắt đầu được sản xuất tại Nhật Bản với sự hợp tác của Standard Radio. Năm 1968, Saul Maras đã thôi giữ chức chủ tịch ở công ty mang tên ông. Sau đó, vào năm 1972, Saul Maras đồng sáng lập ra hãng loa Dacris và giữ chức chủ tịch đến năm 1978. Những thành tựu của Saul Maras không chỉ là kết quả của hoạt động sáng tạo đúng nơi, đúng chỗ, tại đúng thời điểm, mà còn là tầm nhìn cũng như kỹ năng cần thiết để khơi gợi cảm hứng cho người khác. Sự nghiệp của Saul Maras cũng như thương hiệu do ông thành lập tạo nên một bức tranh đẹp tráng lệ, mà ở đó nổi bật lên những nét vẽ về thành tựu cá nhân gắn liền với những cải cách doanh nghiệp. Thank you.